Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh Phụ Tùng Tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại rất là vui, đầu xuân mới thì đang tận cảnh lắp cho anh trai cái mui lướt gió và tay gương cầu của Suzuki Country Pro. Đây các bạn nhé, một số những cái chi tiết bên mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái tay gương cầu. Chung ơi, để cho bác nhìn đó. Anh lên nhìn đi. Anh lên nhìn xem cái vị trí đẹp nhất thì em bắt cho anh. Đây là cái tay gương cầu các bạn nhá. Đây đang bắt cho cái xe Suzuki Country Pro mới đét của anh trai các bạn này. Quan sát thì bên mình sẽ chung cho thẳng cho đẹp. Sau khi quan sát thì bên mình sẽ đặt cái vị trí mà anh bác tài nào xuống sướng nhất nhá. Đấy, tùy theo vị trí của anh em. Đấy, có thể mình sẽ đặt cao thấp tùy theo vị trí của người lái, vì có thể các bạn cao 1m6, 1m8, 2m. Đấy, và bên mình đã làm sẵn khoan rồi các bạn này. Các bạn nhìn này, bên mình đã vát sẵn như này rồi này. Đấy, thành ra là bên mình sẽ làm nó rất là ôm vào cái chân gương, không có tình trạng là bị lỏng lẻo. Đấy, các bạn thấy không? Bên mình đã mất mấy chục nghìn đi vát cái chân này cho nó thẳng xuống. Hoặc các bạn mà mua trên mạng hoặc là mua một số gà thì người ta không làm cái này, các bạn sẽ về bắn nó bị vấp kênh. Đấy, các bạn phải nhớ là đi ra máy tiện tiện này nó mới đẹp. Đấy, sau khi khoan thủng để cho nó trượt mũi khoan thì bên mình sẽ dùng mũi khoan chín khoan thủng nó và dùng đinh gen tán inox các bạn nhá. Xe của anh trai thì mới đét các bạn nhá, vừa mới từ hãng ra luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn dùng mũi khoan chín nhá, khoan thủng cho mình. Đấy, con này chú mày đã lột đúng không? Lại lột nữa. Con dưới này thì nó sẽ vào lớp thứ hai. Nếu các bạn mà muốn dùng đinh vít bắn tôn, đinh nhà tên lốt thì các bạn phải lột nó xuống một chút. Đấy, nhé các bạn nhé. Con dưới thì nó sẽ bị chạm vào cái lớp thứ hai. Thì khi các bạn đút cái đinh tán đi lấy lốc vào ấy, thì nó sẽ bị gồ vào. Thì các bạn có thể là các bạn sẽ đập nó xuống một chút. Ok, đập xuống một chút các bạn nhé, đập xuống một chút để cho nó vào bên trong thứ hai để cho nó đốt vừa cái đinh tán inox. Đấy, các bạn nhìn là hai lỗ này, lỗ trên thì thủng luôn, còn lỗ dưới nó bị chạm vào một chút, các bạn đột. Đấy, các bạn đột làm sao cho cái đinh tán nó đốt thôi. Đấy, đột một chút nữa. Sau khi các bạn khoan và đục cho nó thẳng lỗ xuống nhá, để cho nó vừa khít cái lỗ này này. Đấy, thì bên mình sẽ đinh rút đinh tán inox. Đây các bạn, mình sẽ làm cho các bạn xem này. Đấy, đây là đinh tán gen inox các bạn nhé. Đinh tán gen inox, các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Cái này là gọi là kìm rút tán gen inox các bạn nhá. Các bạn làm như này thì các bạn có thể tháo lắp gương một cách dễ dàng luôn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn có thể tháo lắp gương một cách dễ dàng. Đó, rất là đơn giản luôn. Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản. Hà Nội sau gần một tháng, suốt từ Tết mưa phùn, gió bấc, và đến ngày hôm nay ngày Valentine tình yêu thì nắng đẹp. Tí anh về anh phải làm cái status. Dạ. Năm nay có em. Valentine năm nay có em. Valentine năm nay có em. Vào mà xe chết thở. Lên một tí nữa đây. Anh lên một tí lên. Lên một tí nữa. Ok. Đấy, các bạn nhá, sau khi các bạn rút tán gen inox xong rồi các bạn này, rất là đẹp luôn này. Đây là tán gen inox nhá. Đấy, sau đó mình sẽ rút tiếp theo các bạn nhá, rút tiếp theo này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Rút tiếp theo, coi thứ hai. Đấy, mình sẽ bắn rút như này tiếp theo. Đấy. Hơi chéo một chút, hơi chéo chỗ này, góc này thôi ạ, góc này. Đấy. Không tới đúng không? Đâu, chú phải xào xoáy ốc ra, lùi ra chứ, lùi ra chân nó mới chọc tới chứ, đấy. Nữa. Đấy rồi. Đấy. Hơi chéo một chút, đấy đúng không, xoáy vào đấy. Tiếp phát nữa. Hơi chéo, chéo kim nhỉ, đấy rồi, bắn đi. Đấy rồi. Đấy rồi. Rút đi trong, rút đi, đấy, rút trong đầy, chứ nó chưa bám. Rồi, rút đi. Nó bám bắt đầu mới kéo vào đấy. Bên này. Đấy. Bắn đi chứ, bắn một hai phát nữa đi. Đúng rồi, kéo lên một tí nữa là tự nó sẽ rút vào. Rồi, kéo một phát nữa đi. Kéo phát nữa, rút ra đi. Tí nữa. Rồi. Đây là mình đang rút, con dừa nó bị chạm vào cái lớp thứ hai thì ra mình phải bắn từ từ các bạn nhé. Cho phát nữa đi chứ. Không, được. Ốc nó xuyên đâm thẳng vào trong đi. Thế thì lấy ra đi thôi.
Đấy, ok cho các bạn nhá. Đinh rút ở gen inox nha các bạn nhá. Ok, thế là xong. Đấy, thế là được hai con các bạn nhá. Rồi, ok, được rồi, thôi chúc bạn mình bắn hai con ốc xong thì bên mình sẽ bắn keo các bạn nhá. Mình sẽ phết thật đầy keo silicone bên trong vào cái chỗ chân ốc để cho tránh tình trạng nước vào trong cái đấy gì của các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Rồi chúng ơi, vào bên này cho anh nhìn nữa. Đây vào bên này chú. Đây vào bên này chúng ơi, vào bên này. Và hai bên cho nó đầy ra luôn, cho chắc luôn. Đấy, ok nha các bạn nhá, rất ngon luôn. Rồi ok, xong. Đấy, sau khi bơm keo xong thì bên mình sẽ bắn vào là xong các bạn nhá. Đấy, làm cái này thì các bạn có thể tháo ra, tháo gương ra, tháo gương vào thoải mái luôn. Các bạn không sợ tình trạng là nó sẽ bị lung lay vì đây là đinh rút tán gen inox. Quá tuyệt vời luôn. Đấy các bạn thấy không? Có nghĩa là cái gương nhà mình nó làm chân ấy thì nó sẽ ôm kít vào đây này. Đấy, nó sẽ tì cả cái chân này vào cái này. Đấy các bạn thấy không? Ok chưa các bạn? Đấy, tí mình sẽ vệ sinh sau. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục đến. Không không không. Kệ nó bạn ạ, để cho nó sáng không phải ông inox đấy, không gì đâu. Đảm bảo với bạn luôn. Không gì đâu. Bạn ơi, bê cho mình lên trên nóc quá. Mình sẽ nhờ bạn đi bê cái mũi gió lên trên nóc nhá để bắn vào các bạn nhá, thế là xong nhá. Rất là đơn giản luôn. Đấy, đây là mũi gió này các bạn này. Đấy các bạn nhá. Đấy, đặt lên phát bắn phát là xong luôn. Sang bên này chúng ơi, sang bên này. Lửa 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 lửa. Lửa. Sang bên này. Tí lửa chúng ơi, tí lửa. 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 Không đẩy sang cái ngoài đẩy xuống. Đẩy sang cho chúng ta, đẩy sang đây này. Đặt lên xong thì bên mình sẽ khoan vít các bạn nhá. Đấy. Khoan luôn đi chung, khoan định vị hai con hai đầu luôn cho nó trượt. Đấy, xong mình sẽ khoan vít các bạn nhá, bắn vít bốn cạnh. Mình sẽ bắn hai con bên trên đầu trước để cho nó định vị các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không? Rồi ok. Đấy, mình sẽ khoan hai con hai bên. Đấy, mình sẽ sang bên này mình khoan nó con bên này nữa. Thì để mình giữ cho nó không bị xô lệch thì nó sẽ đẹp. Đấy. Bắn vị cho mình cái đít vắt cho nó trượt đấy, đúng rồi. Ok. Đấy các bạn nhìn lại, mình khoan trực tiếp các bạn xem nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các bạn khoan như thế này thì không tình trạng nó xô được mà các bạn để nó nhà nó cân. Đây mình còn đánh dấu vết bút bút ra dạ này các bạn này để vị trí đúng của nó luôn này. Đấy, đây, mình sẽ khoan như này. Đó, sau đó những con tiếp theo các bạn quán bình thường thôi, thế là xong. Không phải vị nữa. Đấy các bạn thấy không? Ok chưa các bạn? Sau khi các bạn bắn hết 6 con vít xong thì các bạn bôi keo các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? Bôi keo, các bạn bôi keo vào chân ốc. Đấy là nó sẽ có tình trạng là không tình trạng nó rột vào trong cabin của các bạn được. Đấy các bạn sợ thì các bạn bôi như này. Các bạn nhớ là keo silicone A500 các bạn nhá. A500 chuyên dùng để bắn bê tông. Đấy các bạn thấy không? Bôi một loạt như này, sau các bạn vít xuống là xong thôi. Thế là rất đơn giản. Đấy, hai bên các bạn đều bôi cho mình như thế là xong. Đấy các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy không? Ok. Đó, các bạn bắn. Bắn cho các bạn bôi. Đấy, các bạn bôi như này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bôi hết ốc cho mình như này. Đấy. Đó, các bạn bôi ở đây vào chân như này xong. Đấy, các bạn thấy không? Đây, bôi đây. Đấy, các bạn bôi như này xong các bạn vít xuống là keo nó sẽ nằm hết bên trong. Và sau khi các bạn bắn xong thì các bạn lại tiếp tục phết thêm keo ở trên cái chỗ đinh tán cho mình một tí keo nữa là xong, là tình trạng nó không bao giờ gì đâu các bạn. Đấy, các bạn bắn đều tay cho mình nhá, bạn bắn đều tay cho mình sẽ ôm hết vào mép. Đấy. Các bạn bắn đều cho mình, dồn đều về đằng sau. Đó các bạn thấy không, các bạn dồn đều về đằng sau nó sẽ kíp. Đó các bạn thấy không? Ok chưa các bạn? Các bạn cứ dồn đều nó về đằng sau là nó sẽ khít thành khít luôn. Hai bên các bạn đều bắn như thế. Chúng bắn con trước này, đầu tiên trước này, chúng là cho dồn về đằng sau này. Đấy, các bạn bắn ba con các bạn dồn đều tay cho mình nhá. Đấy, nó sẽ ôm khít xuống này các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Đó, ôm khít khít luôn. Đó các bạn thấy không, khít khít luôn. Rồi sau khi bắn xong thì chúng tôi luôn đi chuỗi keo cho. Sau khi bắn xong thì các bạn sẽ lại vỉa tiếp tục lên trên đấy chúng ơi. Vỉa luôn.
Các bạn này vỉa luôn trên ốc các bạn nhá. Sau đó các bạn vỉa lên trên ốc cho mình. Chúng ta tiếp tục bắn một lượng ít keo nhỏ lên trên cái mặt ốc để tránh tình trạng gì. Đấy, các bạn thấy không? Bắn một chút lên cái đó để tránh tình trạng gì. Đấy, khi nào các bạn muốn tháo, các bạn có thể bật cậy cái silicon ra, các bạn tháo bình thường. Đấy, thế là xong. Ok cho các bạn. Đấy, hai bên chúng ta đều làm như vậy nha các bạn nhá. Hai bên chúng ta lại tiếp tục làm bắn như vậy thì nó sẽ đảm bảo cái quá trình bền. Đó, ok cho các bạn. Đấy. Các bạn bắn hết cho mình như thế. Đó các bạn thấy không? Rất đẹp luôn này. Đấy, Suzuki Pro Canty Pro 2021 22 các bạn, của bạn ý nhá, 22. Vừa mới lấy xong. Đây, xe vừa mới lấy xong. Cách đây được 2 3 ngày các bạn ạ. Ok, thế là xong. Cảm ơn anh em rất là nhiều đến với cái video này. Đây, bye các bạn nhé, cuối cùng thì đã xong nha các bạn nhé. Đây, bạn đang thanh toán trong nhà. Để mình ra mình quay cho các bạn xem. Chú ơi, chú xin gầy dưới ăn nhá. Đây, đây là tay gương cầu này các bạn này. Bắn đinh rút tán gen inox các bạn nhá. 100% chuẩn luôn. Đấy, còn đây là mũi nó có. Bạn ơi, bảo cho cháu mình về cái tờ giấy ăn. Để cho lau chỗ này tí. Bạn bảo nó đưa tờ giấy ăn. Đấy. Đấy, sau đó là các bạn bắn nhá. Kinh kỳ luôn. Ok nha các bạn nhé. Đấy, toàn bộ cái video, dựng cái video này mình sẽ quay gửi đến các bạn chi tiết hơn. Đây là mình quay live từ xa cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy không? Đây là mũi nước gió này. Thấy ngon luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Lẹt lẹt luôn. Đó, ok cho các bạn. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Đây là toàn bộ công đoạn bắt cái mũi nước gió Suzuki Canty Pro rất đẹp luôn. Ok đấy bạn ạ. Ngon rồi đấy. Mình cảm ơn bạn nhé. Thank you bạn nhiều. Ok bạn. Thank you bạn rất là nhiều luôn. Đấy. Sáng ra thì bạn thì có gọi điện cho mình từ sáng lúc từ 8 giờ kém 30 phút 7 rưỡi. Cuối cùng thì đã xong cho các bạn nhá. Rất là đơn giản luôn. Ok cho anh em, quá đẹp luôn đúng không các bạn. Đấy, Suzuki Canty Pro tay gương cầu và ok, thank you bạn thì rất là nhiều nhá. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức này cho mình nha các bạn nhá. Các bạn vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức có cái mũi tên này các bạn nhá, mới đúng nhà mình nha các bạn nhá. Ok cho anh em. Quá đẹp luôn.